xem em tiện em quay lên cho anh chị coi cái mặt hoa cụ thể luôn, cái mặt hoa chính xác của nó luôn. Đó. Cái cây này thì nó cao được khoảng 7 đến 10 phân rồi, có 3-4 giả hành ở trong giống xem như vậy. À, em xin chào cả nhà. Hôm nay em giới thiệu lên cái mẫu cây vũ nữ Sorry Baby. Đây là một cái dòng vũ nữ thơm. Đây là cái này là em mới xịt phân này, cho nên là nó dính. Em xịt cái humic nên là nhìn nó hơi nâu nâu. À, để em dụ nó đi. Rồi, đây là cái mặt bông của nó. Vũ nữ Sorry Baby, vũ nữ thơm. Cái này thì nó có một cái đặc điểm là nó có hương. Mà phần đa các cái dòng vũ nữ khác nó không có. Nó có hương. Thế còn đây là cái hình thái của nó, cây trưởng thành đây. Thế còn những cái này là những cái chấm chấm này là không phải là bệnh. Mà là cái đặc điểm hình thái của cái dòng vũ nữ này nó có cái chấm chấm này. Đó anh chị nhìn. Cái lá nó thường nó có những cái chấm chấm này. Chứ không phải là bệnh. Đây em nhìn xa một cái cần này rất là đẹp. Cái màu của nó nói chung là nó cũng không phải là dạng tối màu. Nó màu nó cũng tương đối sáng, màu nó sáng màu chứ không phải là dạng tối. Nó tươi, nói chung là màu nhìn nó tươi. Này nó đang như chỗ này đang lên thêm một ngọng này. Cái này, cái dòng này thì cái cây trưởng thành thì em không có bán mà em chỉ có bán cây giống. Còn ở đây là em quay lên có một cái chậu trưởng thành đang hoa đây, thì em tiện em quay lên cho anh chị coi cái mặt hoa cụ thể luôn, cái mặt hoa chính xác của nó luôn. Đó. Phụ nữ như một nàng vũ công ấy. Đây, anh chị nhìn riêng biệt một cái bông của nó này, như một cô vũ công có một cái váy ở dưới. Đó. Đây là phần đầu, đây là phần ngực này. Đó rồi. Ok, sang đây em sẽ quay cái mẫu cây giống. Đây, mẫu cây giống là em đang để bên này. Thì chiều hôm qua em cũng mới gói đi cho khách xỉ. Cho nên là hôm nay chỉ còn một ít thế này làm cây mẫu thôi. Còn hàng thì em về liên tục. Cho nên là hàng em về liên tục, anh chị đặt bao nhiêu thì cũng có. Rồi. Cái này thì cây giống của nó thì lá nó chưa thể hiện biểu hiện những cái chấm chấm. Như đây cây này thì có biểu hiện một ít đây. Đây là cái đặc điểm của giống. Đặc điểm của giống. Đây. Cây giống này thì nó, cái cây này thì nó cao được khoảng 7 đến 10 phân rồi. Có 3-4 giả hành ở trong. Giống xem như vậy. Cây này thì rất là dễ thôi, tại vì nó đang ổn định ở đây rồi. Bộ rễ nó cũng rất là nhiều, đang trồng ổn định ở đây rồi. Mình về mình sẽ mình tút cái cốc nhựa này ra rồi mình đặt vào chậu mới mình trồng. Như kiểu là mình, như kiểu ở đây em trồng mấy cây cát đây. Cây cát cũng vậy. Em tút cái cốc nhựa ra thì em đặt vào chậu mới, em thêm giá thể mới vào. Cây vũ nữ này cũng vậy. Rất đơn giản vậy thôi. Còn giá thể thì mình có thể sử dụng vỏ thông hoặc là than hoa. Vỏ thông hoặc than hoa để mình trồng. Thằng này thì cũng nhanh ra hoa và dễ hoa. Một năm nó có thể ra vài lần. Nếu mà cây khỏe một năm nó cứ ra vài lần ấy. Và hoa nó bền. Hoa ví dụ như cái chậu trưởng thành ở bên kia nó hoa nó phải được cả tháng. Đó là cái cây mẫu cây vũ nữ thơm thì. Rồi anh chị có nhu cầu mua giống vũ nữ thơm thì ủng hộ bên vườn,
bên em qua số điện thoại là 0963 090463 hoặc là 0944 252 463, website là thanhochi.com. Và ngoài ra thì em còn có các cái mẫu khác như là cây ngọc điểm, cây ngọc điểm bên này, cây ngọc điểm này, cây cát ngọc điểm này, đây là cát giống này, còn bên này là ngọc điểm này. Đấy, đây là cái vườn của em, cát giống, ngọc điểm, kiếm giống này, mẫu kiếm giống ở đây có Phan Chí và Xanh Huế gieo hạt. Rồi, em xin dừng video tại đây. Em cảm ơn cả nhà đã xem video.